chí là cán bộ tiểu đội mà vi phạm kỷ luật thì làm sao mà làm gương được cho các đồng chí khác? Báo cáo đại đội trưởng, tôi xin chịu mọi hình thức kỷ luật ạ. Uầy, căng nhờ, dám làm dám chịu. Tôi cũng biết lý do đồng chí sử dụng điện thoại. Báo cáo đại đội trưởng, bạn gái tôi dối, đòi chia tay ạ. Bạn gái á, phải nhìn người bằng một con mắt khác rồi đấy. Dám yêu dám chịu, đồng chí nhận xử phạt. Tăng gia sản xuất trong một tuần, bắt đầu từ sáng mai. Rõ. Sao nó có người yêu nhỉ? Thì anh em mình cứ có tí rảnh rỗi lại bị phạt tăng gia, thời gian đâu mà yêu. Mà đấy, ngày trước có cậu bảo nó hãm, chúa nó yêu, giờ sáng mắt ra chưa? Trong khi mình thì toàn lấy điện thoại gọi cho bà. Người ta có người yêu để gọi đấy, được chưa? Sao tao chưa có người yêu nhỉ? Trông tao sáng rủa mà. Vô lý nhỉ? Mai đi ra hỏi thằng Thái, bảo nó giới thiệu cho mấy con chúa nhá. Cái gì cơ? Cái gì? Tao phải hỏi nó. Tao phải hỏi nó. Bấm thêm tí rau này. Ô Thái à? Phải Thái không nhở? Ô Thái này. Ô kìa, sao lại ngồi băm bèo này? Thế mà ngày trước cứ nhắc nhở anh em như đúng rồi. Thì ngoại lệ thôi, ai muốn. Nhưng mà ông có người yêu thật à? Chuyện tôi có người yêu khó tin đấy à? À thì không khó tin lắm, nhưng mà hơi khó hiểu thì thôi. Nếu mà không mắt thấy tay nghe. Thôi. Này, tôi vẫn nhớ ở trình cái chỗ này nhá. Ông bị phạt, ông múc nước mặn lên ông tưới rau, rau chết sạch. Ông lại còn cứ nghĩ tôi là thằng mách lẻo. Ông cay quá, ông nói với thằng Hoàng tôi có chó nó mới yêu. Xin lỗi nhá. Con chó này bây giờ có một con cún hơi bị sinh đấy. Thế á? Thật mà. Người yêu tôi ấy hơi bị tuyệt vời đấy. Uầy. Nhưng mà trước khi con cún của ông xuất hiện đấy thì tạm thời tôi vẫn tính là ông Sủa gâu gâu nhá. Sủa đấy làm sao?